Chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh của JK Audio. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ một mẹo nhỏ nhỏ để khắc phục khi mà nón loa chúng ta bị móp. Ở đầu intro em có một đoạn video có lột tả được hết cả những cái cũng như là cái tâm tư và khi mà chúng ta không may là móp một cái rốn loa nghe nhạc hoặc loa súp như cái mẫu súp 260P này, thì chúng ta làm như thế nào để nó lại được cái hình dạng ban đầu. Thì ở đây em sẽ chia sẻ các anh em có rất nhiều cách. Cách đầu tiên, chúng ta nếu mà tình trạng mà nó bị nhẹ thì chúng ta có thể thử lấy một chiếc băng dính để chúng ta kéo nó ra. Đấy, như hiện tại chúng em đang làm, thì kỹ thuật bên em đang làm, chúng ta sẽ dán nó vào cái đoạn mà bị móp kia và chúng ta sẽ nắn dần đó. Đó, nếu tình trạng những cái nón của những con súp mà nó mà tình trạng bị ít thì chúng ta có thể nắn ra đây, về hồi về cái hình dạng nguyên vẹn ban đầu đây. Đó, như vậy là đã hình về được cái hình dạng ban đầu. Còn nếu mà trường hợp nó mà bị nặng quá hay là thì chúng ta sẽ sử dụng những cái mà nó có chất kết cấu dính tốt hơn. Hoặc là đây, ví dụ như những cái con chung ở con G4000, nếu mà móp chúng ta sẽ sử dụng những cái chiếc cái mà nó hút chân không ấy, có thể hút ra hoặc là sử dụng một chiếc keo nến dán ra. Hoặc trên những cái chép này cũng vậy này. Đấy, nếu trường hợp móp như thế này, đấy các em thì đấy, trường hợp mà em ấn móp như thế này, chúng ta cũng sẽ sử dụng một tí băng dính thôi, những cái này nó nhẹ này. Đấy. Đấy. Các anh em nào mà loa nhà mình nó có trường hợp nó như vậy thì chúng ta có thể là tự khắc phục được nhá. Chúng ta sẽ có thể tự khắc phục được cái trường hợp như thế này. Đó, các em nhìn lại phẳng tít luôn. Bát loa súp cũng vậy, và bát loa cũng vậy, nón loa cũng vậy, và những cái này chúng ta có thể tự khắc phục được. Còn nếu trường hợp mà rách gân thì chúng ta đành phải đưa đi thợ thôi, bởi vì gân này chúng ta không có cái chất kết cấu gắn được, chúng ta phải bắt buộc phải thay hoàn toàn gân. Nhưng mà riêng đối với cái nón này hoặc những cái nón mà nó bị bong ra, chúng ta cũng có thể là mua những cái keo chuyên dụng về chúng ta tự dán nhé. Những cái này cũng bị bong nón hoặc là móp nón chúng ta có thể tự khắc phục được. Đấy, còn trên gân thì mà bị rách gân thì chúng ta chỉ cần cách tháo ra để đem đi sửa thôi. Đó, vừa rồi là cái video ngắn, rất ngắn nhé, để chia sẻ cho các anh em về cách khắc phục mà chiếc nón loa của chúng ta nó bị móp. Đây, ví dụ như vừa rồi còn loa súp của em nó bị móp, chúng ta có thể tự khắc phục. Hoặc là cái nón của con chép móp chúng ta khắc phục. Tùy vào từng độ cứng của từng cái nón loa một, chúng ta sẽ lựa chọn những cái chất kết cấu nó dính chắc. Giả dụ như mà chắc quá, chúng ta có thể sử dụng những cái mà hút chân không. Giả dụ như những cái hút như kiểu ba anh em thợ kính hay làm nghề kính, hoặc là đồ gia dụng, ta hay có những cái mà dán vào tường, không treo những cái đồ gia dụng, đồ bếp ấy, sử dụng để hút ra cũng được. Hoặc là dán băng dính, hoặc là sử dụng keo nến. Đó, rất cảm ơn các anh em vừa theo dõi video chúng em. Nhớ like, chia sẻ, tặng cho em một cái like. Cảm ơn các anh em đã đồng hành cùng JK rất nhiều. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video clip tiếp theo.